Thế cậu có biết lý do tại sao Mezo Shoji luôn luôn đeo khẩu trang hay không? Được biết thì năng lực của Shoji thuộc dạng đột biến cơ thể, nên vốn dĩ không thể trở lại trạng thái bình thường như bao người khác. Chính vì lý do đó thì từ bé, Shoji luôn phải chịu định kiến của mọi người xung quanh về mình. Trong một vài phân đoạn, ta còn được thấy vết sẹo phía sau lớp mặt nạ kia, vết tích của việc bị bắt nạt kỳ thị do cơ thể đột biến. Hơn nữa, động lực lớn nhất khiến Shoji phải che gương mặt của mình đi chính là trong một lần nọ có một cô bé đã sợ đến phát khóc khi nhìn thấy gương mặt của anh.